Chị ở phường Tân Phú A, quận 9. Chị 41 tuổi, chị ở nhà nội trợ. Không biết rằng chị có thường xuyên theo dõi chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi hay không ạ? Chị thường xuyên lắm, tuần nào cũng coi hết. Vậy thì chị thích chương trình ở điểm nào ạ? Thích phần quà Hồng Phượng. Thích phần quà, bởi vì những phần quà của chương trình rất là hấp dẫn đúng không anh Nghĩa? Đúng thế. Thế thì bây giờ chị hãy lựa chọn một phần quà cho mình nha. Trong 8 bảng logo trên đây, chị hãy lựa chọn một logo đi nào. Chị chọn Sony á, Đại Nghĩa. Chị chọn logo Sony. Và phần quà của Sony là gì đây? Đầu DVD Sony, thiết kế nhỏ gọn, đọc được nhiều loại đĩa, khả năng nhớ đến 6 đĩa. Thế thì phần quà này có làm cho chị thích thú hay không? Thích, chị rất thích à. Nhưng mà phần quà này có thuộc về chị hay không thì còn xem chị có đáp đúng câu hỏi của chương trình hay không đã. Bây giờ chị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Câu hỏi dành cho chị như sau. Sao vàng đất Việt là giải thưởng dành cho lĩnh vực hoạt động nào sau đây? Chị có 4 sự lựa chọn. A. Kinh tế. B. Điện ảnh. C. Văn học nghệ thuật. Và D. Khoa học. Chị sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Câu C. Câu mấy ạ? Câu C, câu số 3. Vẫn còn thời gian chị ơi. Rồi là chị nhất định là câu số 3, câu C. Câu số 3, câu C, văn học nghệ thuật. Vì sao chị lại chọn là văn học nghệ thuật? Là sao vàng đất Việt là giải thưởng của văn học nghệ thuật ạ? Chọn ngẫu nhiên à? Chị chọn ngẫu nhiên. Chứ thật ra thì từ trước tới giờ chị có từng nghe qua trong lĩnh vực văn học nghệ thuật có một cái giải thưởng nào tên là sao vàng đất Việt chưa? Chưa, không nhớ. Có lẽ là khi nghe đến sao vàng đất Việt thì chị cũng thấy hơi quen quen, nhưng mà không nhớ rõ là giải thưởng cho lĩnh vực nào, phải không ạ? Thế thì bây giờ mời chị lắng nghe nha. Xem thử sao vàng đất Việt là giải thưởng dành cho lĩnh vực nào. Giải thưởng sao vàng đất Việt là giải thưởng dành cho các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam hội nhập quốc tế. Giải thưởng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ năm 2003. Nghe qua đáp án vừa rồi thì chắc có lẽ chị cũng biết rằng sao vàng đất Việt không phải là giải thưởng dành cho văn học nghệ thuật, mà đó chính là giải thưởng dành cho lĩnh vực kinh tế. Rất tiếc đáp án của chị đưa ra đã không trùng với đáp án của chương trình. Nhưng mà Hồng Phượng thấy rằng tâm trạng của chị vẫn đang rất là thoải mái. Hồng Phượng biết rằng Hồng Phượng sẽ còn gặp lại chị trong những chương trình quà tặng tri thức lần sau. Vâng, xin chào tạm biệt chị ạ. Quý vị khán giả thân mến, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường, gặp gỡ với anh Quách Hoài Ninh cùng với 40 người chơi tại đây để cùng nhau bước tiếp vào vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Hãy đến với vùng đất của những khám phá đáng kinh ngạc. Vùng đất của những chuyến phiêu lưu đáng kinh ngạc. Vùng đất của những cảm giác kinh ngạc. Vùng đất của những xúc cảm đáng kinh ngạc. Hãy đến với một Thái Lan đáng kinh ngạc. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình quà tặng tri thức là một chương trình dành cho tất cả mọi người. Điều đặc biệt của chương trình là không giới hạn số lần tham gia. Cho nên nếu như lần này tham gia không thành công thì các bạn có thể đăng ký tham gia lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thậm chí đến lần thứ 10 vẫn được. Trước khi bước vào nội dung của câu hỏi vòng 2, tôi xin có một câu đố nhỏ, một câu đố vui dành cho khán giả đang xem truyền hình tại nhà. Câu đố của tôi như thế này. Có một anh chàng tên là Đen, ảnh leo lên ngọn núi màu đen, hỏi tới đỉnh anh ta thấy gì? Các bạn suy nghĩ và trả lời câu hỏi xem thế nào nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ bước vào nội dung câu hỏi của vòng 2. Di sản đầu tiên nào của Việt Nam được chọn là di sản văn hóa thế giới? A. Phố cổ Hội An. B. Vịnh Hạ Long. C. Cố đô Huế. D. Động Phong Nha. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ.
Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây của chúng ta bắt đầu. 3 giây ngắn ngủi đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn đây. Ở đáp án A có 10 bạn. Đáp án B có 8 bạn. Đáp án C có 22 bạn. Và đáp án D không có bạn nào cả. Chúng ta chờ đợi xem ai sẽ là người được bước tiếp vào vòng 3 đây. Đáp án chính xác của chúng ta ở câu hỏi này đó chính là đáp án C. Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào ngày 2 tháng 8 năm 1994, là di sản đầu tiên của Việt Nam được chọn là di sản văn hóa thế giới. Xin chúc mừng 22 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong để tranh tài xem ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Rất lấy làm tiếc phải chia tay những người bạn đã không chọn đáp án C. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ đợi xem vị khán giả may mắn tiếp theo là ai nào. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại phim trường A2 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau quay trở lại với phần thi dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà. Và nhân đây, chúng tôi cũng xin chúc mừng 22 người bạn chúng ta đã trả lời thật xuất sắc câu hỏi vừa qua, đã bước tiếp vào vòng trong của chương trình quà tặng tri thức. Và chắc chắn rằng bây giờ tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp cũng đang rất hồi hộp không biết mình có phải là chủ nhân của số điện thoại may mắn tiếp theo hay không. Vậy thì anh Nghĩa ơi, anh hãy nhanh tay lên quay vòng cầu và chọn ra phiếu thăm may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Bạn Nghĩa đang làm một công việc hết sức quen thuộc của mình, thưa quý vị, quay vòng cầu rồi sau đó lấy ra một lá thăm bất kỳ nhờ Hồng Phượng đọc to lên nha. Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0844810064. Xin một phần kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Và anh Nghĩa ơi, hồi nãy trong câu hỏi của anh Quách Hồ Ninh có đề cập đến Vịnh Hạ Long đấy. Thì vậy thì anh Nghĩa có còn nhớ một sự kiện nào quan trọng liên quan đến Vịnh Hạ Long đang diễn ra hay không? Thưa quý vị, chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ rằng Vịnh Hạ Long đang được bầu chọn để trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Không biết rằng quý vị có bầu chọn cho Vịnh Hạ Long của chúng ta chưa ạ? Và Hồng Phượng nhớ rằng ngày mai, có nghĩa là ngày 29 tháng 9 sẽ có một chương trình truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc đề cử cho Vịnh Hạ Long của chúng ta đó. Và quý vị nhớ theo dõi nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ hai. Alo, chào chú cháu Đại Nghĩa và cháu Hồng Phượng. Dạ, xin chào cô ạ. Cô ơi, cô hãy nói lớn lên một chút xíu và cô hãy giới thiệu về bản thân của mình nha. Cô tên là Nguyễn Thị Hương nha, ở ấp Văn Bủ, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cô làm cộng tác viên bên dân số gia đình trẻ em á. Cô làm cộng tác viên của dân số gia đình và trẻ em, có nghĩa là cô đang tham gia những hoạt động xã hội đúng không ạ? Rồi, đúng rồi. Khi tham gia những hoạt động xã hội này thì cô cảm giác như thế nào ạ? Vui lắm. Vui lấy như thế nào? Khả năng của mình làm để mà giúp đỡ cho cũng như là cộng tác viên này tiếp quản lý theo dõi các đối tượng mà trong độ tuổi sinh đẻ đó, quản lý để em chưa đi học, để em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ gia đình nghèo, thực hiện tuyên truyền vận động kế hoạch gia đình và các em á, là vậy đó. Một công việc cũng rất là thú vị đúng không? Và rất có ý nghĩa nữa đó. Đúng rồi. Và cũng nhân đây xin chúc cho những công việc của cô sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn nha. Và trước khi đến với câu hỏi của chương trình, mời cô hãy lựa chọn một trong 7 bản logo còn lại ở đây. Tôi chọn cái logo gì đó, số 7 á. LG, logo số 7. Và chúng ta cùng xem phần quà đó là gì. Tủ lạnh LG 181 lít không đóng tuyết, ngăn đựng rau bổ sung vitamin, hoạt động êm, tiết kiệm điện. Đây là một phần quà rất là hấp dẫn. Và chắc chắn rằng Hồng Phượng thấy rằng cô đang cười thật tươi, có nghĩa là cô rất thích phần quà này phải không ạ? Thích lắm. Vậy thì cô hãy cố gắng lên nha. Câu hỏi dành cho cô như sau. Web được phát minh và đưa vào sử dụng vào năm nào? Cô sẽ có 4 sự lựa chọn. A. Năm 1980. B. Năm 1985. C. Năm 1990. D. Năm 1995. Cô sẽ có 10 giây để đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho cô. Bắt đầu.
Nhanh lên ạ. Câu B á. Cô có thể thay đổi đáp án. Câu A đi. Câu A. Cuối cùng là gì ạ? Câu A và thời gian cũng đã kết thúc. Rồi. Và không biết rằng cô tự tin bao nhiêu phần trăm với câu trả lời của mình? Cũng 60-70 vậy đấy. 60-70 cũng khá cao đúng không anh Nghĩa? Thế thì chúng ta xem thử đáp án của cô có nằm trong cái khoảng 60-70% của cô hay không nha. Đáp án của chúng tôi như sau. Web là từ gọi tắt của World Wide Web, mạng lưới toàn cầu mà mọi người đều có thể truy cập được qua các máy tính nối mạng Internet. Web được phát minh và đưa vào sử dụng bắt đầu từ năm 1990 bởi Viện sĩ Viện Hàn Lâm Tim Berners-Lee và Robert Chaleo người Bỉ tại Geneva, Thụy Sĩ. Như vậy đáp án đúng của chúng tôi là đáp án C, năm 1990. Ôi, qua điện thoại thì Đại Nghĩa và ông Phượng nghe được cảm giác rất là tiếc nuối của cô, có đúng không ạ? Bây giờ cô hãy chia sẻ cảm xúc của mình đi. Thôi, cũng là hơi buồn, nhưng mà thôi để hẹn khi khác gặp Đại Nghĩa và ông Phượng lại nhau. Vâng, mong rằng trong những chương trình lần sau, Đại Nghĩa và ông Phượng sẽ còn gặp lại cô nha. Và xin chúc cô có thật nhiều sức khỏe để có thể hoàn thành thật tốt những công việc xã hội đầy ý nghĩa của mình. Xin chào tạm biệt cô ạ. Chia tay với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình thì bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp lại anh Quách Hồ Ninh và 22 người chơi của chúng ta. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng 22 người bạn đang ngồi ở đây bước tiếp vào vòng 3 xem ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Vòng 3 này là vòng căng thẳng, vòng quyết định, cho nên chúng ta sẽ dành cho các bạn ấy một phút thư giãn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với người bạn ngồi ở máy số 32. Xin chào bạn. Dạ, xin chào anh Ninh ạ. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình. Dạ, em tên là Đăng Huy ạ. Hiện em đang công tác tại ngân hàng ACB ạ. Bạn công tác ở ngân hàng, thế bạn phụ trách khâu nào ở trong ngân hàng bạn? Phòng của em làm gọi là phòng chuẩn chi của trung tâm thẻ. Thế thì sau khi đã chiến thắng ở hai vòng rồi, vòng 1 và vòng 2, thì bước vào vòng 3 này bạn có tự tin rằng bạn sẽ lại trả lời đúng nữa không? Em cũng có đôi chút tự tin ạ. Theo bạn thì trong 22 người bạn đang ngồi đây thì bạn đoán thử xem sẽ có bao nhiêu người được sở hữu phần thưởng 15 triệu đồng? Nghĩ là chắc cũng phải hơn phần nữa ạ. Hơn phần nữa tức là khoảng 11 người. Dạ. Rồi chúc bạn may mắn và bạn cố gắng lên nhé. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện tiếp với người bạn gái ngồi ở máy số 29. Xin chào bạn. Xin chào anh ạ. Bạn giới thiệu về mình đi. Em tên là Bùi Thị Ngọc Chi, năm nay em là sinh viên năm 3 trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thật là ngẫu nhiên hai người ở lĩnh vực ngân hàng ngồi cùng hàng với nhau. Một bạn thì đang công tác, còn một bạn thì đang học. Bạn Chi ơi, bạn là người ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là bạn từ địa phương khác đến đây để học? Em đến từ thành phố Đà Lạt. Đà Lạt thật là đẹp mà. Ai cũng muốn là có một lần đến đó trong những kỳ nghỉ của mình, đúng không nào? Đà Lạt thì rất là nhiều núi, đúng không? Núi đồi rất là nhiều. Thế bạn Chi hồi nãy có nhớ câu hỏi mà tôi hỏi khán giả không nào? Câu hỏi cũng về núi. Thế bạn có trả lời được không? Để tôi hỏi lại nha. Câu hỏi của tôi như thế này. Có một anh chàng tên là Đen. Ảnh leo lên ngọn núi màu đen. Hỏi, lên tới đỉnh, ảnh thấy gì? Bạn đã từng leo núi chưa nào? Tại vì em ở Đà Lạt nên là em leo núi rất là nhiều. Thế thì lên tới đỉnh núi em thấy gì? Em thì đã leo núi Lang Biang. Nên là lên hết tới đỉnh thì em thấy cả thành phố Đà Lạt mà. Hay quá. Thế nhưng đó là thành phố Đà Lạt, còn đây là núi đen. Ngọn núi màu đen do anh chàng tên Đen, anh leo lên ngọn tới đỉnh thì anh thấy gì? Anh thấy gì biết không nào? Nghĩ là thấy tầng màu đen. Không phải. Anh thấy mệt. Leo từ dưới trên núi lên cái đỉnh núi thấy mệt. Bạn đã biết cái cách hỏi của tôi rồi phải không? Bây giờ tôi hỏi tiếp bạn câu nữa nào. Có một anh chàng tên là Trắng. Ảnh leo lên ngọn núi màu đen. Hỏi, lên tới đỉnh anh thấy gì? Anh cũng thấy mệt mà. Thấy mệt hả? Dạ. Theo tôi thì ảnh thấy khác. Bạn biết thấy gì không? Thấy anh chàng tên Đen. Anh chàng tên Đen leo lên trước rồi, anh tên Trắng leo lên sau thì anh Trắng lên trên đỉnh núi gặp anh Đen đỉnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi. Loại hình văn hóa dân gian nào sau đây đặc trưng cho các tỉnh Nam Trung Bộ?
A. Hô bài chòi. B. Hát xoan. D. Hát chống quân. Và D. Ca tài tử. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn nào. Ở đáp án A có 14 bạn. Đáp án B không có bạn nào. Đáp án C có 4 bạn. Đáp án D có 3 bạn. Và ở câu hỏi này thì có một bạn đã chọn đáp án sau thời gian 3 giây, cho nên máy tính đã không ghi nhận câu trả lời của bạn. Rất tiếc phải nói lời chia tay với bạn từ bây giờ. Để chúng ta xem, nếu như đáp án chính xác là đáp án B thì sẽ không có bạn nào được nhận phần thưởng 15 triệu đồng cả. Và 15 triệu ấy sẽ được cộng dồn cho chương trình lần sau. Đáp án chính xác của chúng ta ở câu hỏi này đó chính là đáp án A. Kính thưa quý vị và các bạn, hô bài chòi là loại hình văn hóa dân gian đặc trưng cho các tỉnh Nam Trung Bộ. Hô bài chòi là một trò chơi dân gian kết hợp với điệu hát. Ngày nay, làn điệu của hô bài chòi trở thành chủ đạo trong sân khấu kịch hát bài chòi. Xin chúc mừng 14 bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và xin chia tay những người bạn đã không chọn đáp án A. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem vị khán giả may mắn cuối cùng của tối nay là ai nào. Xin chúc mừng 14 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và chắc chắn rằng ngay bây giờ đây thì tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp tại nhà cũng đang rất hồi hộp đây. Chính vì thế đừng để khán giả chờ lâu, Phượng ơi. Quay lòng cầu, đảo đều lá phiếu và bốc ngay một lá thăm đi nào. Hồng Phượng đang tìm ra phiếu thăm may mắn thứ 3 của chương trình ngày hôm nay. Có rồi đây, xin mời anh Nghĩa. Ai sẽ là người may mắn cuối cùng? Thưa quý vị, đó là chủ nhân của số điện thoại 0613 774 248. Và xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, hồi nãy ở đầu chương trình thì chúng ta vừa đề cập đến những câu chuyện về màu sắc. Và vừa rồi thì trong câu đố của anh Quách Hồ Ninh cũng là những câu đố về màu sắc. Cụ thể là một chàng trai mặc áo màu đen, leo lên một ngọn núi đen thì cảm thấy mệt. Vậy thì không biết rằng một chàng trai mặc áo màu đỏ mà leo lên ngọn núi mà cũng màu đỏ luôn thì cảm thấy như thế nào? Hình như ông Phượng ám chỉ anh nữa đúng không? Đúng rồi. Thưa quý vị, Hồng Phượng đang hỏi khúc mắc Đại Nghĩa đây. Một chàng trai mặc áo màu đỏ leo lên một ngọn núi màu đỏ, theo quý vị thì thấy cái gì? Chứ còn riêng Đại Nghĩa đó thì một chàng trai màu đỏ mà leo lên một ngọn núi màu đỏ thì chắc chắn rằng cảm thấy chóng mặt. Ủa sao mà phải chóng mặt? Phấn khích chứ. Phấn khích thì khi nào mặc áo màu đỏ đứng dưới đất kìa, chứ em mặc áo màu đỏ đó cảm giác nóng rồi, leo lên một ngọn núi cũng màu đỏ nữa, chóng mặt thôi Hồng Phượng ơi, không có phấn khích nổi đâu. Có nghĩa là vừa cao mà vừa nóng nữa cho nên chóng mặt đúng không? Đúng rồi. Thưa quý vị, đó là một ít phút thư giãn của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả cuối cùng. Alo. Alo, xin chào anh. Anh hãy tự giới thiệu về mình. Mình xin chào MC Đại Nghĩa và Hồng Phượng. Mình tên là Nguyễn Cao Văn. Hiện đang công tác là trường trung học cơ sở Duy Tân Thống Nhất, Đồng Nai. Anh Văn là một giáo viên đúng không ạ? Không biết rằng anh Văn dạy bộ môn gì ạ? Mình làm công tác phong trào. Nhưng mà giờ hồi xưa đại học là bên chuyên về văn học. Anh vừa làm công tác phong trào mà là về là giảng dạy viên về môn văn học nữa. Thế thì có cảm giác nó một điều hơi là lạ rằng thường thường những bộ môn như là văn, sử, địa, nói chung là những môn xã hội thì đa số giáo viên là nữ, là các cô giáo. Thế thì anh là một giáo viên nam mà là dạy văn thì anh có cảm thấy là khó khăn trong công việc của mình hay không? Cũng mình rất là thích và yêu nghề cái bên công tác bên dạy văn, bởi vì là văn học là dạy cái về tính vừa kiến thức mà vừa hồn, rất lãng mạn, rất là yêu văn thơ. Không biết rằng anh có bao giờ sáng tác thơ hay là sáng tác truyện ngắn gì không?
Mình có một sáng tác rất nhiều thơ. Mà thế cụ thì... thể là thời nhà thơ sáng tác nhiều nhất là thời gian đang là sinh viên. Vâng. Vậy thì bây giờ anh có thể đọc một bài thơ cho mọi người được nghe không ạ? Vậy mình đọc bài thơ mình đang thời sinh viên á. Dạ xin mời anh ạ. Rất là dạ, mơ mộng. Xin mời anh. Và tiếp tục cuộc sống mình đọc bài thơ là Cuộc sống và tình yêu. Dạ. 4 câu. Sẽ có lúc chúng ta không gặp nữa, có tình yêu không trở lại hai lần, như bọt sóng cuộc đời rồi tan vỡ, khoảng trống nào hụt hẫng giữa bàn chân. Wow. Rất là hay. Đúng là anh là giáo viên nhà văn, thành ra tâm hồn văn thơ rất là lai láng. Thế còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với chương trình nha. Anh hãy lựa chọn một trong 6 bản logo còn lại đi nào. Mình chọn logo Toshiba. Logo Toshiba, Toshiba. Chúng ta cùng xem. Máy giặt Toshiba 7kg, có lồng giặt 2 lớp bằng thép không gỉ, chống xoắn quần áo và tắt nguồn tự động để tiết kiệm điện. Và bây giờ anh hãy lấy lại bình tĩnh và lắng nghe câu hỏi của chúng tôi như sau. Câu hỏi dành cho anh: Việt Nam gia nhập công ước Bern vào năm nào? Có 4 sự lựa chọn. A. 2002, B. 2003, C. 2004 và D. 2005. 10 giây dành cho anh suy nghĩ. Bắt đầu. Nhanh lên anh ơi. Alo. Alo. Anh đã có câu trả lời chưa? Chờ câu C nhé. Câu C. Ôi cũng thật là may mắn, thời gian vừa kết thúc. Câu C là năm 2004. Chúng ta cùng xem phần quà là một chiếc máy giặt Toshiba có thuộc về anh hay không nhé. Công ước Bern là một công ước bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, được ký tại Bern, Thụy Sĩ năm 1886. Công ước được hình thành bởi nỗ lực vận động của Victor Hugo. Hiện nay có hơn 160 quốc gia đăng ký công ước Bern và Việt Nam gia nhập công ước Bern vào tháng 10 năm 2004. Xin chúc mừng. Tại những em bên kia đầu dây có rất nhiều tiếng reo hò, không biết rằng đó là ai ạ? Đó là mấy đứa cháu ạ. Mấy đứa cháu, vậy thì riêng anh bây giờ cảm giác của anh như thế nào? Mình rất là vui, bởi vì là việc học đó, việc kho tàng chi thức là không giống như là một cuốn vở, cuốn sách học không có trang cuối. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của anh đã dành cho chương trình và xin tạm biệt, hẹn gặp lại anh trong những chương trình sau. Quý vị khán giả thân mến, như thế là ba vị khán giả may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Cuối cùng thì vị khán giả cuối cùng của chúng ta cũng đã có được một phần quà của chương trình. Đó là một điều hết sức đáng mừng. Còn bây giờ thì 30 phút của chương trình của chúng ta đã kết thúc. Đại Nghĩa, Hồng Phượng cùng với tất cả những người tham gia thực hiện chương trình xin được nói lời tạm biệt với quý vị khán giả. Nhân đây thì đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea để giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, hãy lập tức liên hệ ngay với công ty cổ phần Lasta, số 23 đường Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình quà tặng tri thức tuần sau, phát sóng vào tối thứ Tư, tối thứ Sáu lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.